Mẫu bán tải mới New Mitsubishi Triton đời 2024 chuẩn bị về Việt Nam có gì chiếc pickup đa nhiệm đầy ấn tượng? Chào các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đàm phán về chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton, một ngôi sao sáng trong phân khúc xe pickup hiện đại. Triton không chỉ là một chiếc xe thông thường, mà nó còn đại diện cho sự hợp nhất giữa sức mạnh, linh hoạt và khả năng vận động trên mọi loại địa hình. Đầu tiên, chúng ta không thể không nhắc đến động cơ mạnh mẽ của Triton. Động cơ Mitsubishi Triton 2024. Triton 2024 sẽ tiếp tục trang bị động cơ dầu dung tích 2.4 lít nhưng với mã động cơ mới 4N16 chứ không còn là 4N15 nữa, và vì thế công suất động cơ và mô mần xoắn cũng thay đổi theo. Bản cao cấp của mẫu xe này sẽ có công suất lên đến 204 mã lực và mô men xoắn tối đa 470 Nm. Các phiên bản trung cấp cũng sẽ có sức mạnh tương đối mạnh mẽ với công suất 184 PS và mô men xoắn 430 Nm. Còn các phiên bản cơ bản sẽ có công suất 150 PS và mô men xoắn 330 Nm. Sức mạnh này được hỗ trợ bởi hộp số tự động 6 cấp, giúp Triton 2024 hoạt động mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Trong trường hợp các phiên bản 4x4, xe sẽ được trang bị hệ thống Super Select 4WD2, nâng cao khả năng vượt địa hình và ổn định trên mọi điều kiện đường. Triton 2024 cũng sẽ có nhiều chế độ lái như Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock, giúp người lái dễ dàng tùy chỉnh theo điều kiện địa hình, mang lại trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng. Tất cả các cải tiến này hứa hẹn đem lại sự hài lòng và tin tưởng cho những người yêu thích dòng xe bán tải. Đặc biệt, động cơ này thậm chí có khả năng vượt qua những đoạn đường leo dốc, đường xá gập ghềnh mà không mất sự ổn định. Điều này là kết quả của sự kế thừa từ kinh nghiệm đua xe và chiến thắng tại Paris-Dakar Rally trong năm 2002 và 2003. Khi chúng tôi có cơ hội được hướng dẫn bởi Hiroshi Matsuoka, tay đua hàng đầu của Nhật Bản và người đã đoạt danh hiệu tổng cộng tại Rally Paris-Dakar. Matsuoka không chỉ là một người lái xe, mà còn là người đầu tiên trải nghiệm khả năng vô song của Mitsubishi Triton trên mọi địa hình. Matsuoka bắt đầu bằng việc giới thiệu về khả năng động cơ mạnh mẽ của Triton, đặc biệt là với công suất cực đại 150 kW và mô men xoắn 470 N. Việc lái xe trên đường đèo và địa hình đồi núi không là vấn đề lớn, nhờ vào sức mạnh và linh hoạt của động cơ này. Sau đó, anh ta chuyển sang giới thiệu về hệ thống Super Select 4WD2, nhấn mạnh tính năng linh hoạt của nó trên mọi loại địa hình. Bằng cách lựa chọn chế độ lái xe phù hợp, Matsuoka biểu diễn cách Triton vượt qua đường đá, cát và thậm chí cả các điều kiện đường trơn trượt. Triton cũng ghi điểm với khả năng kiểm soát độ hỗn độn trên đường. Hệ thống Super Select 4WD2 cho phép chọn lựa giữa 4 chế độ, từ đường nhựa thông thường đến địa hình khó khăn như cát và đá. Điều này tạo ra một trải nghiệm lái xe mượt mà và an toàn trên mọi loại đường. Khi nói đến cấu trúc xe, Triton thể hiện sự đổi mới đáng kể. Cấu trúc hợp chất của xe không chỉ giảm trọng lượng mà còn giúp xe duy trì sự ổn định ở các góc nghiêng lớn. Triton có khả năng chống đựng đến 50 độ, một con số đáng kinh ngạc cho một chiếc pickup, giúp nó vượt qua mọi địa hình khắc nghiệt. Hệ thống treo của Triton cũng đáng chú ý. Trải qua các bài kiểm tra trên đường gập ghềnh và đoạn đường đầy chướng ngại vật, hệ thống này thể hiện khả năng chấp nhận sốc xuất sắc, giảm thiểu rung động và giữ cho bánh xe tiếp xúc mặt đường liên tục. Mitsubishi Triton không chỉ gây ấn tượng với sức mạnh động cơ và khả năng vận động, mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến để hỗ trợ lái xe trên mọi địa hình. Dưới đây là những công nghệ độc đáo và hữu ích của Triton. Hill Descent Control và Hill Start Assist. Hill Descent Control, SDC, khi lái qua địa hình dốc, SDC tự động kiểm soát tốc độ để giữ cho xe điều khiển an toàn và ổn định. Hill Start Assist, SSA, SSA giữ phanh tự động trong khoảng thời gian ngắn khi bạn chuyển từ phanh sang ga trên đường dốc, giúp tránh hiện tượng trượt lùi. Super Select 4WD2. Hệ thống này cung cấp 4 chế độ lái xe, 2 giờ, 4 giờ, 4 SLC, 4 LLC để điều chỉnh theo điều kiện địa hình khác nhau. Chế độ Full Time 4WD, 4 SLC giúp tăng cường ổn định trên đường cảnh báo hoặc đường ầm. Active Stability Control và Active Traction Control. Active Stability Control, ASC, tự động điều chỉ lực phanh cho mỗi bánh xe để giữ cho xe ổn định trong khi lái xe qua các điều kiện đường phức tạp.
Active Traction Control, ATC. Hệ thống này tự động kiểm soát lực kéo trên bánh xe để tránh sự trượt và đảm bảo ổn định khi lái qua địa hình khó khăn. Multi-Around Monitor. Hệ thống camera xung quanh giúp tạo ra một hình ảnh toàn cảnh của xe xung quanh, hỗ trợ lái xe khi di chuyển trong các khu vực hạn chế tầm nhìn như đường gập ghềnh hoặc đỗ xe. Off-Road Mode. Chế độ này tối ưu hóa hiệu suất của xe trên địa hình khó khăn. Nó điều chỉnh hệ thống lái, truyền động và các yếu tố khác để đáp ứng tốt nhất với điều kiện off-road. Trailer Stability Assist. Hệ thống giúp kiểm soát và ổn định xe kéo trailer, cung cấp trải nghiệm lái xe an toàn và dễ dàng khi sử dụng Triton để kéo theo các đồ đạc nặng. Forward Collision Mitigation System. Hệ thống này sử dụng cảm biến và camera để phát hiện nguy cơ va chạm trước và tự động kích hoạt hệ thống phanh để giảm thiểu thiệt hại.